Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hồng Bín TV. Xin gửi lời chúc Tết mùng 2 tới toàn thể quý vị và các bạn. Chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mùng 2 Tết thật là vui vẻ, đầm ấm và sum vầy bên gia đình của mình nhé. Thì trở lại với bản tin đầu tiên của năm 2022, thì Hồng Bín TV xin gửi lời tới toàn thể quý vị và các bạn những cái tin tức phải nói rằng khá là nóng hổi của ngày hôm nay. Một đêm đáng quên của Mr. Đàm khi bị bà Phương Hằng vỗ thẳng mặt, Đàm Vĩnh Hưng vội vã thoát thân giữa đám đông. Quý vị thân mến, mới đây, doanh nhân siêu đại nam Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện tại phòng trà nơi Đàm Vĩnh Hưng sẽ biểu diễn vào tối ngày 1 tháng 2. Nữ doanh nhân bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng giữa đám đông. Sự xuất hiện của nữ doanh nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân đã tụ tập ở hai bên đường chụp ảnh bà Phương Hằng. Nữ doanh nhân lộ diện trong bộ cánh màu vàng nổi bật cùng chiếc nhẫn kim cương trên tay. Bà Phương Hằng chào mọi người, đồng thời yêu cầu đám đông giải tán trước phòng trà. Và nhiều người tò mò liệu nữ doanh nhân có tham gia buổi biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng hay không. Tối ngày 1 tháng 2, Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi biểu diễn tại phòng trà. Trước giờ diễn, nhiều người tụ tập hai bên đường để chờ đợi. Một số khán giả đến xem đêm diễn và YouTuber đã xảy ra tranh chấp. Không khí chờ đợi bên ngoài khá căng thẳng, thậm chí không ít hành động quá khích đã diễn ra. Điều này khiến người hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy lo lắng, hay là thay thần tượng của mình. Thay vào sau đó là lực lượng cơ quan chức năng đã xuất hiện để ổn định tình hình, tránh xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Giữa lúc Đàm Vĩnh Hưng đang biểu diễn trên sân khấu, một khán giả ngồi bên dưới ngay lập tức lên hô to tên nữ doanh nhân. Ngay lập tức khán giả này đã bị yêu cầu rời khỏi buổi biểu diễn. Tại cửa ra vào, khán giả và bảo vệ đã xảy ra tranh chấp và nữ khán giả không đồng ý rời khỏi buổi biểu diễn, đồng thời yêu cầu được vào phòng trà một lần nữa. Tuy nhiên, phía ban tổ chức đêm diễn lại không đồng ý. Sau đó, một số người hâm mộ của nữ doanh nhân nổi tiếng đã tranh chấp trước cửa phòng trà. Những người này còn xuất hiện nổi bật trong chiếc nón vàng và liên tục hô lớn giữa đường. Trước giờ diễn, người hâm mộ của nữ doanh nhân còn phát tờ rơi là nói Đàm Vĩnh Hưng, và điều này khiến người hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy lo lắng thay thần tượng của mình. Ngay sau đó, lực lượng cơ quan chức năng đã xuất hiện để ổn định tình hình, để tránh xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Đàm Vĩnh Hưng ngay sau đó đã nhanh chóng đi vào nơi biểu diễn trong tiếng hò hét. Vệ sĩ đi sát cùng nam ca sĩ Đàm tướng cướp này, đồng thời yêu cầu đám đông di chuyển ra khỏi cửa phòng trà. Nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng có thể lo lắng bầu không khí căng thẳng diễn ra trước đó nên mới di chuyển nhanh chóng vào bên trong. Và trước đó, giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu đã đăng tải lịch trình diễn của mình trên trang cá nhân sau khi ồn ào từ thiện kết thúc. Theo đó, anh cho biết lịch trình của anh sẽ kéo dài từ ngày mùng 1 Tết cho đến ngày mùng 6 Tết, không chỉ diễn ở các phòng trà thành phố Hồ Chí Minh, anh còn chạy sâu sang các tỉnh khác, thành phố khác, thậm chí lưu diễn ở cả nước ngoài. Nam ca sĩ muốn thông báo trước để người hâm mộ có thể tranh thủ đặt vé từ sớm. Ngay lập tức, CEO nghìn tỷ của chúng ta đã có động thái cà khịa Đàm Vĩnh Hưng khi tuyên bố sẽ đến đêm nhạc của anh ta, đồng thời còn kêu gọi khán giả ủng hộ hết mình, cho hết vé luôn, cháy vé luôn. Quý vị thân mến, mùng 1 Tết tôi đi xem anh Đàm hát ở phòng trà Đồng Dao nha quý vị. Đi ủng hộ cùng tôi nhé, ủng hộ cho đến cùng luôn nè, và mua cho hết vé luôn. Đó là cách chơi mới của tôi. Nếu em bao được sân khấu, em bao quý vị xem miễn phí nha, chơi đẹp đầu năm luôn. Kể từ đó, cư dân mạng không khỏi dậy sóng trước phát ngôn của nữ đại gia 50 tuổi và mong chờ cuộc gặp gỡ định mệnh đã diễn ra. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của bà Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng lúc này đều được khán giả quan tâm và đặc biệt chú ý để theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thậm chí là bà Phương Hằng còn quyết định táo bạo hơn khi muốn mua độc quyền loạt ca khúc của Đàm tướng cướp. Quý vị ơi, năm mới mình mua hết bản quyền của anh Đàm hát được không quý vị? Thích gì mua đó, năm nay không làm từ thiện nữa nên xài tiền được không quý vị? Mua hát mình cho vui nha quý vị, nữ đại gia tuyên bố. Bài đăng này đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Không ít người so sánh tuyên bố này với việc Nathan Lee mua độc quyền toàn bộ hit của Cao Thái Sơn. Một số cư dân mạng tỏ ra choáng váng với khối tài sản và bước đi không thể ngờ của nữ doanh nhân CEO Nguyễn Phương Hằng. Cập nhật tình hình buổi gặp của bà Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại phòng trà Đồng Dao. Tối qua, như đã thông báo, bà Phương Hằng cùng hàng chục vệ sĩ và trợ lý đã cùng nhau đi ủng hộ buổi biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng tại phòng trà Đồng Dao. Tuy nhiên, tình hình không như phần lớn suy đoán, nhưng có thể nó lại trùng khớp với suy đoán của bà chủ đại nam. Đường phố thành phố Hồ Chí Minh đêm mùng 1 Tết đông cứng xe cộ, người dân tấp nập đi lại,
đặc biệt là tại khu vực trước cổng phòng trà Đồng Dao. Người ủng hộ bà Phương Hằng, người hiếu kỳ cùng nhau vây kín, chờ những giây phút bà Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với những thông báo sẵn về việc tụ tập là chắc chắn nằm trong suy đoán với độ hot của CEO Đại Nam. Địa điểm nào được thông báo trước chắc chắn có người dân vây xem và trong tâm thế để ủng hộ bà nhưng lạc nhịp tâm hồn với nhau. Phòng trà và nam ca sĩ chắc chắn họ rất lo tình hình bị rối, vì vậy họ đã nhờ cả một là tốp công an xuống để bảo vệ an ninh trật tự. Bà Phương Hằng xuất hiện quá đông, người dân hò hét xung quanh vây kín cổng phòng trà và sợ tình hình vượt ngoài vòng kiểm soát nếu có kẻ xấu lợi dụng đám đông để gây rối. Phía lực lượng có trao đổi với bà Phương Hằng và quyết định không cho vào bên trong, và lúc đó bên trong phòng trà cũng không có mặt ca sĩ Đàm Tư Cướp. Mặc dù cho đến 9 giờ 30 phút ngừng đón khách, nhưng mãi đến hơn 10 giờ nam ca sĩ này mới có mặt để biểu diễn. Không biết họ đã có lối đi bí mật nào, nhưng với vòng vây kín ngay cổng thì không thấy ông ca sĩ Đàm Tư Cướp đi vào. Khi đám đông quá hỗn loạn, phía phòng trà quyết định gỡ hẳn poster của Đàm Vĩnh Hưng xuống, và tất nhiên công an họ chỉ có nhiệm vụ giữ gìn an ninh và hành động nào vượt quá quy định pháp luật hoặc tiềm ẩn nguy cơ, hoặc là họ mới can thiệp. Nhiều hội nhóm anti bà Phương Hằng thì vui mừng thông báo với nhau bà đã thua, bị đuổi về, và Đàm Vĩnh Hưng vẫn diễn trọn vẹn. Và theo mọi người thì như thế nào ạ? Bà đã thua ư? Không hề, bà Phương Hằng bỏ tiền túi mua vé có chủ đích của nó cả. Và cũng tương tự như sự kiện ở Tà Am, sự xuất hiện của bà khiến sự việc được hâm nóng giữa lúc đi. Đã được biết là Tà Am chắc chắn không mở cửa rồi, nhưng sao vẫn đi? Đó là dục ý để đẩy sự việc lên cao trào. Chính điều đó là mới gây sự chú ý và buộc tiến trình xử lý được nhanh hơn. Và lần này cũng vậy thôi, từ đầu chúng tôi đã đoán bà sẽ đến nhưng sẽ không ngồi lại, thay vào đó sẽ là phát vé cho các bạn khác. Mặc dù bà ăn to nói lớn, chửi thẳng trên livestream vậy thôi, chứ người ta là bà tổng, không phải dạng ngu ngơ để làm việc rắc rối vớ vẩn, tự mình vướng vào pháp luật, mục đích hâm nóng để sự việc lên cao. Tôi cá là nhiều người không chỉ lươn mà cả trong số yêu mến bà Phương Hằng, khi nghe nói các nghệ sĩ được chăng án và đồng loạt là trở lại sân khấu thì đã nghĩ ra rằng vậy là xong, chẳng thể làm gì được, họ vẫn nhận show đều đều đó thôi, vẫn cháy vé, vẫn có người yêu thương, chắc thua thật. Đúng rồi, đúng không ạ? Vậy thì hãy nhìn bà Phương Hằng đi chiến đấu kiên cường. Chiến thuật phải thay đổi theo tình hình mình sống, phải tuân thủ pháp luật nên phải nắm toàn cuộc để tính là nước đi mới trong tất cả các cuộc chiến. Không thể đánh một lần mà là có kết quả được, là phải là một quá trình kiên trì. Quan trọng nhất là ý chí kiên định, nhiệt huyết tràn đầy. Đầu năm mới chơi lớn một lần cũng làm điên đảo cả đám nghệ sĩ lẫn tụ điểm, ai cũng sợ, muốn lùng sùng lắm. Sau lần này, các tụ điểm khác cũng phải cân nhắc khi mời Đàm Vĩnh Hưng hay các cá nhân có liên quan đến drama. Thiếu gì nghệ sĩ ngang tầm ảnh hưởng, dại gì mướn một người vướng drama để tự chuốc lấy rắc rối. Quý vị thân mến, quy mô phòng trà nhỏ gọn khép kín, có bảo vệ nhiều lớp, người vào trong cũng toàn những dạng có tiền cả. Với giá vé 1-2 triệu đồng thì sẽ không có đám đông bình dân việc đại gia yêu ghét. Họ sẽ không đụng tay đụng chân nghệ sĩ hay là phá phách nên chung quy vẫn có khả năng kiểm soát được. Nhưng với những show diễn, sân khấu lớn hay ngồi chơi tụ điểm bình dân khác thì lúc này là có lẽ ca sĩ cũng chẳng dám nhận show. Sự kiện gây tiếng vang của bà Phương Hằng đã tiếp lửa khiến cho khá nhiều anti và nhóm khán giả vướng drama. Nếu là không ai dám làm thì thôi, chứ đã có người tiên phong thì hiệu ứng đôi khi mạnh hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Và tôi tin chắc rằng bà chủ Đại Nam đã có những bước đi tính toán. Các bạn đang hả hê cho rằng bà Phương Hằng đã thua thì hãy chờ đợi thêm nhé, chặng đường còn dài lắm quý vị ạ. Đừng vội mừng, kiểu lại thảm nhanh hơn đó. Thưa quý vị và các bạn, phòng trà sợ gặp biến cố vội vã từ chối bán vé cho Đại Nam. Bà Phương Hằng đã chơi lớn, bao hết vé còn lại của phòng trà nơi ca sĩ Đàm Tư Cướp hát mới nghe tới thôi. Cả ca sĩ và phòng trà đều đã vã một hồi rồi. Vì sao lại sợ? Phần nào đối với các cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng đang phải đối mặt với kẻ thù không đội trời chung, người đã tấn công trực diện, bóc trần những góc khuất từ thiện và đã sẵn sàng tao gặp đâu vả đó
cho dù là lời hăm dọa trên mạng thì cũng đã khiến ai nhận được cũng phải lo lắng vì sự chịu chơi của bà chủ đại nam. Cứ nghĩ đến cái cảnh là 80 ghế trống hay là nhóm người của nữ đại gia Hằng ngồi dưới gửi lên ánh mắt đầy mỉa mai hay là ai đó chọi cho vài cái trứng thối thì ối rồi ôi luôn, cái ca sĩ đi hát gặp phải anti-fan không phải là hiếm, không phải là bản thân nam ca sĩ đàm tướng cướp này cũng từng bị chọi, độ xịt hơi cay đánh đuổi và nghĩ tới thôi thì nghệ sĩ nào cũng ớn mình, đằng này là bên dưới cả 80 ghế là dân anti-fan thì hát sao hả rời, đúng không mọi người? Đối với phòng trà, ngoài việc bán vé, họ còn có thêm nguồn thu từ bán nước, đồ ăn nhẹ, tiền tip, trông phục vụ. Chứ bao trọn 80 ghế rồi, để trống đã là thiệt rồi. Mà quan trọng nữa chính là an ninh và sự thoải mái cho khán giả. Còn lại, họ muốn đến thưởng thức âm nhạc với một không khí hòa chung, cảm xúc. Chứ bước vào một phòng trà như chiến trường chuẩn bị xuất chiêu tấn công nhau thì ai cũng chạy mất dép. Đối với Đồng Dao, họ bán vé trước khi lời tuyên bố nổ ra nên hết sự lựa chọn. Và vé đã bán rồi, đâu phải muốn cấm là cấm hay là phải bồi hoàn và mất uy tín nữa đó.